chú Chuối và tế bào của chú Chuối bị ốm đấy. Không biết làm cách nào để bà chú Chuối khỏi ốm bây giờ? Và để biết làm sao cho bà chú Chuối khỏi ốm thì xin mời các con cùng lắng nghe câu chuyện Bó Hoa Đặc Biệt. Xin mời các bé cùng lắng nghe câu chuyện với cô nhé. Bó Hoa Đặc Biệt. Vào mùa đông lạnh giá, bà nội của chuột chuối bị ốm. Bà nội nhìn ra bãi cỏ khô héo phía ngoài cửa sổ và nói: "Bà nhớ những bông hoa tươi trên bãi cỏ ngày nào quá." Bà chú chuột chuối còn rất yêu quý bà. Nghe thấy bà nội nói vậy, chúng hăm hở đi tìm hoa tươi cho bà nội. Nhưng bây giờ đang là giữa mùa đông, biết đi đâu để tìm hoa tươi đây? Chuột chuối còn nghĩ mãi không ra. Chúng chụm đầu bàn bạc: "Phải làm gì bây giờ? Nếu không tìm được hoa tươi về cho bà thì bệnh của bà sẽ không khỏi được đâu." Chú chuột chuối lớn nhất sậm chân xuống đất nói. Chuột chuối út là người tham ăn nhất, đứng bên cạnh lò sưởi. Nó vừa nghe ngóng hai anh nói chuyện, vừa thỏ tay ăn vụng ngô. Sơ ý, một hạt ngô rơi vào lò sưởi. Cô vừa kể cho các con nghe chuyện gì? À, đó là chuyện bó hoa đặc biệt. Chúng mình vẫn chưa biết làm thế nào bà của chuột chuối khỏi bệnh phải không nào? Cô mời các bé nghe cô kể một lần nữa nhé. Bó hoa đặc biệt. Vào mùa đông lạnh giá, bà nội của chuột chuối bị ốm. Bà nội nhìn ra bãi cỏ khô héo phía ngoài cửa sổ và nói: "Bà nhớ những bông hoa tươi trên bãi cỏ ngày nào quá." Bà chú chuột chuối còn rất yêu quý bà. Nghe thấy bà nội nói vậy, chúng hăm hở đi tìm hoa tươi cho bà nội. Nhưng bây giờ đang là giữa mùa đông, biết đi đâu để tìm hoa tươi đây? Chuột chuối còn nghĩ mãi không ra. Chúng chụm đầu bàn bạc: "Phải làm gì bây giờ? Nếu không tìm được hoa tươi về cho bà thì bệnh của bà sẽ không khỏi được đâu." Chú chuột chuối lớn nhất sậm chân xuống đất nói. Chuột chuối út là người tham ăn nhất, đứng bên cạnh lò sưởi. Nó vừa nghe ngóng hai anh nói chuyện, vừa thỏ tay ăn vụng ngô. Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì? À, đó chính là chuyện bó hoa đặc biệt. Trong chuyện có những nhân vật nào? À, trong chuyện có chuột ba và ba chú chuột cháu đấy. Thế ba của chuột chuỗi bị làm sao? Bà của chuột chuỗi bị ốm, phải nằm trên giường. Và bà rất là muốn được nhìn những bông hoa tươi trên bãi cỏ ngày nào. Khi thấy bà bị ốm, bà chú chuột đã làm gì? Bà chú chuột chuỗi con rất yêu quý bà. Khi nghe thấy bà nói vậy, chúng đã hăm hở đi tìm hoa tươi cho bà. Nhưng bây giờ là mùa đông, thì biết tìm hoa ở đâu bây giờ? Chuột con nghĩ mãi chẳng ra. Rồi chúng chụm đầu lại bàn bạc cách để tìm được hoa tươi về cho bà. Nếu không thì bà sẽ chẳng khỏi ốm được đâu. Không biết các chú chuột con có nghĩ ra cách để giúp bà của mình khỏi ốm không nhỉ? Và để trả lời cho câu hỏi đó, xin mời các bé cùng hướng lên màn hình. Bó hoa đặc biệt. Vào mùa đông lạnh giá, bà nội của chuột chuối bị ốm, phải nằm nghỉ trên giường. Bà nội nhìn ra bãi cỏ khô héo phía ngoài cửa sổ và nói: "Bà nhớ những bông hoa tươi trên bãi cỏ ngày nào quá." Bà chú chuột chuối còn rất yêu quý bà. Nghe thấy bà nội nói vậy, chúng hăm hở đi tìm hoa tươi cho bà nội. Nhưng bây giờ đang là giữa mùa đông, biết đi đâu để tìm hoa tươi đây? Chuột chuỗi còn nghĩ mãi không ra.
chống trụng đầu bàn bạc. Phải làm gì bây giờ? Nếu không tìm được hoa tươi về cho bà thì bệnh của bà sẽ không khỏi được đâu. Chú chuột chũi lớn nhất dậm chân xuống đất nói. Chuột chũi út là người tham ăn nhất, đứng bên cạnh lò sưởi. Nó vừa nghe ngóng hai anh nói chuyện, vừa thỏ tay ăn vụng ngô. Sơ ý, một hạt ngô rơi vào lò sưởi. Đùng một tiếng, bà chú chuột chũi con giật nảy mình. Bỗng nhiên, chuột chũi út chỉ vào lò sưởi và kinh ngạc reo lên. Ha ha, các anh nhìn kìa, hoa, em tìm thấy hoa rồi. Ba anh em cùng hướng mắt về phía lò sưởi. À, hạt ngô vừa nãy đã nở thành một bông hoa bỏng to ơi là to, lại còn có mùi thơm phức rất hấp dẫn nữa chứ. Bà chú chuột phấn khởi lắm. Sáng hôm sau khi vừa mới thức dậy, bà nội đã ngửi thấy một mùi thơm lan tỏa trong phòng. Thì ra là trên đầu giường của bà có một bó hoa rất to và đẹp. Ngày hôm đó, bà nội đã khỏi hẳn bệnh. Các em yêu quý, bà nội của chuột chũi có được nhìn thấy hoa khi bà ốm không? Bà đã nhìn thấy hoa gì? Các chú chuột chũi thật hiếu thảo và biết nghe lời đúng không nào? Các bé cũng phải học tập các bạn đấy nha. Khi trong nhà có người thân bị ốm, chúng ta hãy chăm sóc họ thật là chu đáo. Câu chuyện cô kể đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt các con.